Nhiều tiền sướng thật anh em nhỉ. Nhiều tiền quá sướng luôn. Mình thấy iPhone 16 series ra mắt, anh em thi nhau đi mua. Giàu, giàu thật sự luôn. Mình nghĩ là anh em giàu thì anh em mới mua thôi, chứ còn anh em mà nghèo nghèo như mình thì chắc là không mua đâu. Bởi vì đối với mình, như mình đang dùng con 13 Pro này, mình dùng rất nhiều chức năng luôn, quay phim, chụp ảnh, edit video, các thứ các thứ. Ứng dụng trên này, trên con này vẫn quá là mượt mà luôn anh em ạ. Vẫn rất là mượt mà. Cho nên là mình không đổi. Bao giờ mình giàu thì mình sẽ bóc siêu như anh em nhá. Anh em nào giàu thì cũng mua nhá, còn nghèo nghèo như mình thì từ từ cũng mua. Đợi đôi ba tháng nữa nó xuống khoảng 5 triệu một cây cũng mua nhá. Chứ tầm này đắt lắm. Xuống 5 triệu là xuống thậm chí là 10 triệu luôn ấy. Đấy, tầm này mua một con 16 Pro Max 5 chỉ vàng, trời ơi. 5 chỉ vàng. Một năm sau như con 15 Pro Max bây giờ, mình bán anh quanh 24 triệu. 24 triệu thì được 3 chỉ vàng. Một năm sau bán đi, nhưng mà không mua được 3 chỉ đâu, bởi vì vàng tăng. Thì mình nghĩ chỉ mua được khoảng 2 chỉ rưỡi thôi. Thế là bài toán kinh tế, thì là nếu mà giàu nhá thì đi mua. Mình là người có tiền thì mình phải được hưởng thụ. Đấy, mình được hưởng sớm. Thì những người có tiền người ta xứng đáng là như vậy. Còn những người không có tiền thì từ từ nhá. Như mình ý, không có tiền thì mình tính mua con cũ. Anh em thấy mình tính có đúng không? Bây giờ nhá, một con 16 Pro Max bây giờ nó tầm khoảng 38, gần 40 triệu. Gần 40 triệu bị chi vào 5 chỉ vàng. Sang năm thì giá nó như con này dao động là 24 triệu. 24 triệu thì bằng 3 chỉ vàng. Thế nhưng ý, vàng lúc ý nó mà lên thêm chục giá nữa ý, thì chỉ được 2 chỉ rưỡi thôi. Nó một nửa. Thế cho nên bài toán kinh tế cho anh em là tầm nay ấy, mua 15 Pro Max, 14 Pro Max quá là hợp lý luôn anh em nhé. Còn máy mới 16 series thì lên suy nghĩ kỹ, nếu mà không nhiều tiền nhá. Còn mua thì cứ gặp Thanh Tú có bán máy mới nhá. Đấy là cái bài toán mình nói cho như anh em nghèo như mình thôi nhá. Như anh em mà phải đi mua trả góp thôi. Còn mình có tiền thì mình cứ múc thôi. Chứ mình không nói cái bài toán đấy cho những anh em có tiền, những anh em giàu nhá. Anh em không có tiền thì anh em múc những hàng cũ này. Bên mình rất là nhiều, thượng vàng hạ cám đều có nhá. Tầm tiền nào cũng có. Đây Android. Sở. iPhone này. Đầy đủ. Từ 15 Pro Max trở xuống. Trở xuống nhá, gì có này. iPad, MacBook đầy đủ hết. Còn đây là hàng mới về. Đây là hàng mới về nhá. Đấy, thì mình sẽ quay chi tiết hàng mới về cho anh em. Quay chi tiết cho anh em những con này. Anh em mừng con nào thì anh em chủ động Zalo cho mình nhá. Đây, đầu tiên là con 15 Pro Max 206GB pin 91%. Máy màu trắng. Này, anh em mà dùng về để anh em bảo là anh em phục vụ công việc chứ gì. Mình dám khẳng định với anh em luôn nhá. Anh em nào bảo phục vụ công việc ấy, con 15 Pro Max này dư công việc của anh em luôn. Không phải đến 16 Pro Max đâu. Để phải bỏ ra gọi là thêm vài chỉ vàng nữa. Quá là lãng phí. Mà nhắc lại là dành cho những em không có tiền thôi nhá. Không có. Nhưng em giàu lại mắng mình thì chết. Một con 15 Pro Max màu trắng, máy zin full thì tốt đẹp keng. Pin 91%. Có 24 triệu thôi. 24 triệu một con 15 Pro Max nhá. Này, Thanh Tú Store này, vẫn chỉ dùng 13 Pro thôi, 13 Pro này. Anh em nhìn thấy chưa, ngân hàng MB này, chủ tài khoản Đào Thanh Tú này, số tài khoản 0566884Q9 này, trùng số điện thoại, trùng số Zalo này, trùng cắt, mọi thứ trùng luôn này. Đấy, đây, một con 13 Pro Max ép kính nhá, con này ép kính rồi, hình thức đẹp. Đấy, bên mình là cứ báo rõ tình trạng luôn. 13 triệu, 13 Pro Max ép kính rồi. Tiền là số 9 mà, uy tín là số 10.
118 ghi bản Mỹ. Pin 85%, 13 triệu. Rẻ được 2 triệu nhá, rẻ được 2 triệu. Con Samsung này thì hôm nay mình giảm giá cho các bạn 500.000 luôn. Là còn 7 triệu. Samsung A55 bản Việt 2 SIM. Máy zin thì tức đẹp. RAM 8 bộ nhớ 128. Máy zin full thì tức đẹp nhá. A55 5G. Từ 7 triệu rưỡi mình giảm còn 7 triệu. Giảm còn 7 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là con Redmi 13C, RAM 4 bộ nhớ 128. Máy zin full thì tức đẹp, đẹp keng như mới luôn. Con này thì tại cửa hàng mình đang bán 2.7 triệu. Nhưng mà mình bán online thì mình chỉ bán 2 triệu rưỡi thôi. Cho nên là anh em đến, anh em phải nói là anh em xem trên YouTube nhé, thì sẽ được giá yêu thương. Mà quên với không xin anh em cái subscribe. Anh em nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Thanh Tú Store cái đăng ký nhé. Đăng ký kênh ủng hộ Thanh Tú Store đi. Tiếp theo là một con 11 Pro Max. Con này nó gọi là hết lực chấm anh em ạ. Con này nhá, zin tuyệt đối. Pin này pin 75%, nhưng mà là pin zin. Đấy, pin này đang pin zin. Nhưng khi bán cho anh em thì mình sẽ thay của pin, cho nên nó không còn duy trì đối nữa. 8 triệu rưỡi pin 100, 11 Pro Max, chất. Một con XS64GB, 5 triệu, bao zin trừ quả pin, hình thức đẹp. XS64GB, 5 triệu. Lại về thêm được con 12 Pro. Con 12 Pro hôm qua mình bán rồi nhé, đây là con mới đấy. Mười hai Pro 128 GB, đẹp 99 các bạn nhé, 9.5 triệu. 12 Pro 9.5 triệu. Tiếp theo là con Redmi Note 11. Con này Redmi Note 11 RAM 4 bộ 64. Giá cực kỳ yêu thương, 2.1 triệu. RAM 4 64 2.1 triệu Redmi Note 11. Con này màn đẹp lắm, so với tầm giá 2 triệu. Vô đối. Vô đối luôn về màu sắc của màn luôn. Quá đẹp. Tiếp theo là một con 14 Pro Max. Khách mua của mình chạy Grab, khách xót ruột quá, khách này bán lại. Mua con 11 Pro Max. Chạy ship ấy, xót ruột quá. Đợi tí lên thì mình báo giá. Tiếp theo một con XR64GB pin 87%. Máy zin full rất đẹp 99. 4 triệu rưỡi các bạn nhá, 4 triệu rưỡi. 1164GB bản Zia. Đây. Pin 88%, 128 GB. 128 GB pin 88%. Máy zin full điện tức đẹp keng. 20 triệu các bạn nhé, 20 triệu. 14 Pro Max. Tiếp theo là con Samsung S9 Plus bản Việt 2 SIM. Samsung S9 Plus bản Việt 2 SIM. RAM 6 bộ nhớ 128. 2 triệu rưỡi các bạn nhé. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Tiếp theo là con, con này là con gì đây nhỉ? A34 5G bản Hàn. RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp keng. Con này 4 triệu các bạn nhé. 4 triệu. 4 triệu. Tiếp theo là một con 11 bản ZA 2 SIM vật lý. Bản ZA 2 SIM vật lý các bạn nhé. 6 triệu. 11 thường 64 GB. Bao zin trừ quả pin 6 triệu. 6 triệu các bạn nhé. Đấy, mình chỉ quay hàng mới về thôi, chứ còn bên mình thì nhiều lắm luôn ấy. Đây này. Đây nhá, đây là cơ sở chính này. Tủ này Android đầy này, tủ này iPhone đầy này, tủ này iPad anh biết này, iPhone 8 tiếc đầy đủ này. Còn trong này nữa nhá. Trong này này.
Đấy, đây này. Đấy, đang sạc pin một đống này. Đây nữa này. Ok, anh em thích thì Zalo cho mình nhá.